Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam đang áp mạnh người dùng mạng xã hội trước tăng lễ tổng trọng. Ngày 23 tháng 7, VOA tiếng Việt có bài Việt Nam tăng cường trấn áp những người chỉ trích ông Trọng trên mạng. VOA cho biết, theo báo chí trong nước, chính quyền Việt Nam vừa xử phạt một loạt những người đăng tải những thông tin, nội dung được cho là xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lúc đảng Cộng sản đang chuẩn bị tiến hành quốc tàn cho ông. VOA dẫn báo tiền phong ngày 21 tháng 7 cho biết, Công an tỉnh Hòa Bình đã triệu tập hai người, một người sinh năm 1989 ở huyện Lạc Thủy và người kia sinh năm 1997 ở huyện Lạc Sơn, về hành vi được cho là xúc phạm ông Trọng trên không gian mạng. Và đây là hình bài trên VOA. Theo báo tiền phong, hai người này đã bị công an yêu cầu gỡ bài viết, lập biên bản và phạt tiền, theo quy định của pháp luật tên của những người bị triệu tập chỉ được viết bằng các chữ cái đầu là NDNL và BVNL. Đối tượng ở huyện Lạc Sơn được cho là đã đăng bài, bình luận xuyên tạc, phê phán những người bày tỏ lòng tiếc thương và xúc phạm uy tín danh dự cá nhân đồng chí Tổng Bí Thư, gây bức xúc trong dư luận. Người này được báo tiền phong dẫn lời khai rằng, ông hành động do thiếu hiểu biết, nhận thức lệch lạc. VOA cũng dẫn báo pháp luật cho hay tại thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 20 và 21 tháng 7, ba người khác cũng bị công an xử lý về hành vi tương tự. Ba người đàn ông này trong độ tuổi từ 39 đến 40, một là nhân viên giao hàng, người kia làm kinh doanh và người còn lại thất nghiệp. Vẫn theo báo pháp luật, những người này cư trú ở các quận 10, quận 12 và thành phố Thủ Đức. Họ bị cáo buộc đăng tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vô khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Những người này bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với công an các địa phương mời lên làm việc, răng đe và làm cam kết không tái phạm. Hai đối tượng trong số này đã bị phạt lần lượt là 7 triệu rưỡi và 5 triệu. Theo VOA, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết họ đã rà soát trên không gian mạng và phát hiện một số đối tượng trong và ngoài nước xuyên tạc phủ nhận những thành tựu đóng góp to lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và sẽ tiếp tục rà soát để mời các đối tượng lên làm việc. Và đây là hình cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Báo Tiền Phong và Pháp luật cùng khuyến cáo Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh báo người dân tuân thủ pháp luật khi phát ngôn trên mạng xã hội về cố lãnh đạo, cảnh giác trước các thông tin không chính thống và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhiều người dùng trang mạng xã hội ở Việt Nam đã bị xử phạt hoặc bị kết án vì những đăng tải mà chính quyền cho là xúc phạm hay bôi nhọ lãnh đạo. Để kiểm duyệt những thông tin mà họ cho là xấu, độc, chính phủ Việt Nam trong những năm qua đã thắt chặt các quy tắc Internet và tăng cường kiểm duyệt nội dung trên không gian mạng với đỉnh điểm là luật an ninh mạng có hiệu lực vào năm 2019. VOA dẫn báo cáo năm 2023 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng Việt Nam đang áp một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị, và rằng chính quyền dưới sự cai trị của đảng Cộng sản hạn chế nghiêm ngặt quyền tự do ngôn luận, một loại trong số các quyền cơ bản khác của công dân. Một bài viết trên AFA mới đây dẫn lời một nhà hoạt động cho rằng Hà Nội đang dựng kịch bản về ông Trọng như một bác hồ mới nhằm hâm nóng lại giá trị đã cũ củ nát của đảng Cộng sản. Không có cái mất mát nào của cá nhân hay của chung dân tộc Việt Nam mà không bị Cộng sản thao túng thành lợi thế để cai trị. Chính vì vậy, những nỗ lực làm rõ hay vạch mặt ông Trọng và đảng Cộng sản lúc này trở thành một trọng tội và bị đàn áp dữ dội. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam đàn áp mạnh người dùng mạng xã hội trước tang lễ tổng trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nguyễn Phú Trọng, Di sản đốt lò và tương lai chính trị Việt Nam Ngày 22 tháng 7, BBC Tiếng Việt có bài đánh giá Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên định cuối cùng và di sản đốt lò. BBC dẫn nhận định của giới quan sát cho rằng một trong các di sản đáng chú ý của ông Trọng phải kể đến công cuộc đốt lò mà ông bắt đầu thực hiện từ năm 2013. BBC dẫn nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội nói rằng, ông Nguyễn Phú Trọng là một lãnh đạo bảo thủ theo đường lối cứng rắn, kiên định với chủ nghĩa Mark Lenin, trong khi thực tế ở Việt Nam thì không còn có gì là Mark Lenin nữa. Và đây là hình bài trên BBC. Đồng quan điểm với ông A, BBC dẫn lời giáo sư Katia từ Úc nói rằng, ông Trọng sẽ được biết đến là người bảo vệ chủ nghĩa Mark Lenin, chủ nghĩa xã hội. Đó là xây dựng đảng thông qua các quy định, cải cách để lựa chọn cán bộ chiến lược, cử đi các tỉnh, đề bạc rồi sử dụng chiến dịch chống tham nhũng để loại bỏ những người suy thoái. Theo BBC, giáo sư Abuja từ Mỹ cũng nhận định ông Trọng là một nhà tư tưởng cộng sản trọn đời. Tuy nhiên, ông Trọng là người hầu như không có kinh nghiệm về mặt thực tiễn. Bàn về chiến dịch đốt lò, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng nó đã thất bại hoàn toàn. Ông A phân tích, quan trọng nhất là ông ấy không nhận ra bản thân ông ấy và hệ thống của ông ấy sinh ra tham nhũng, như thế thì ông có đốt đến bao giờ cũng không hết củi. Không giải quyết triệt để những vấn đề nội tại trong hệ thống thì không giải quyết được tham nhũng. Các vấn đề đó bao gồm thiếu tự do ngôn luận, tự do báo chí, xã hội dân sự, thiếu một nhà nước pháp quyền với một hệ thống tư pháp độc lập, không có một cơ chế cân bằng và kiểm soát quyền lực. Điều cơ bản là không ai có quyền ngồi xổm lên pháp luật. Điều lệ đảng quy định tổng bí thư không làm quá hai nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ông Trọng đã làm tới ba nhiệm kỳ, chứng tỏ là ông ấy không tôn trọng chính điều lệ của đảng Cộng sản Việt Nam. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng cách chống tham nhũng như vậy còn có hại vì nó cản trở bao nhiêu GDP của Việt Nam, cản trở bao nhiêu sáng kiến của từng địa phương, từng cá nhân. Tuy nhiên, theo tiến sĩ, Nhờ kỹ thuật tiên truyền của đảng nên một bộ phận người Việt tin rằng chiến dịch đốc lò này đã thành công. Giáo sư Abuja thì nhận định rằng chiến dịch đốc lò của ông Trọng đã tàn phá và làm suy giảm tính chính danh của đảng, phô bày nạn tham nhũng tràn lan ngay tại thượng tầng chính trị. BBC dẫn nhận định của nhà nghiên cứu David Hutt từ Viện Nghiên cứu Trung Âu về Châu Á cho rằng ông Trọng đã để lại một di sản của việc phớt lờ tất cả các quy tắc và chuẩn mực ông cũng đã giám sát việc tái tập trung quyền lực vào cơ quan trung ương đảng và làm suy yếu sự độc lập của bộ máy hành chính, thanh trừng các nhà kỹ trị và sự trở dậy của các lãnh đạo ngành công an. Tất cả đều nhân danh một chiến dịch chống tham nhũng nhằm cố gắng thay đổi bản chất con người, thay vì thay đổi hệ thống chính trị đầy tham nhũng. Ông để lại một đảng Cộng sản ít đồng thuận, ít cân bằng giữa các phe phái và mạng lưới quyền lực vùng miền, và dễ có nguy cơ bị một phe mạnh chiếm đoạt quyền lực hơn. Và đây là hình Tô Lâm, người có khả năng cao nhất sẽ kế nhiệm ông Trọng trên cương vị tổng bí thư. BBC cho biết về bức tranh Việt Nam trong một kỷ nguyên mới với một lãnh đạo mới, ông Quang A thấy rằng không có lý do gì để hy vọng nhưng cũng không có lý do gì để bi quan. Ông phân tích như sau, dựa trên những việc ông Tô Lâm đã làm ở Bộ Công an, phóng chiếu ra, nếu ông ấy vẫn tiếp tục các hoạt động đàn áp khốc liệt, thì với cương vị chủ tịch nước, ông ấy sẽ tạo điều kiện cho những người thân cận lên thì có thể suy ra tình hình không sáng sủa gì, rất ảm đạm. Tuy nhiên, ông A hy vọng khi ông Tô Lâm củng cố được quyền lực dưới sức ép của quốc tế và người dân và suy nghĩ riêng của chính ông hoặc những quân sư của ông ấy có thể khuyên ông ấy, thì rất có thể lại có một sự tiến bộ nào đó trong dân chủ hóa, như nới lỏng đàn áp cho tự do báo chí, trả tự do cho tù nhân lương tâm một cách từ từ có lộ trình. Vấn đề là quản trị tốt, phải có sự minh bạch, thượng tôn pháp luật, kiểm soát và cân bằng quyền lực. Và quan trọng nhất là tư pháp phải độc lập. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguyễn Phú Trọng, Di sản đốt lò và tương lai chính trị Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới